Triển lãm trưng bày một số tác phẩm tiêu biểu dưới định dạng in lụa, hai mặt công nghệ cao, khổ lớn. Đồng thời ra mắt quyển sách nhiếp ảnh Photo Art Book thứ 6 dày 250 trang. Thực hiện vào năm 2020 khi cả thế giới đồng loạt đóng biên giản cách chống lại đại dịch COVID-19. Mất 4 năm để hoàn thành, đây là dự án sáng tạo thử thách dài nhất trong sự nghiệp của giám đốc sáng tạo Dũng Yoko. Khám phá những vẻ đẹp có nỗi niềm, tính cách trong xuân hạ thu đông. Cảm ơn bạn đã chọn trải nghiệm nghệ thuật cùng Lý Nhung giữa dòng chảy hối hả. Sau 4 năm với nhiều kỷ niệm đi khắp nơi mới ngỡ ra Việt Nam là nước có vẻ đẹp của bốn mùa rất thú vị và văn hóa, kiến trúc rất khác biệt của từng vùng miền. Thiên nhiên mình quá đẹp với bốn mùa, vùng miền đều có những cái rất riêng biệt, chỉ cần biết khai thác gìn giữ thì luôn là ngọc viễn đông nè. Gói gọn vẻ đẹp của non sông Việt Nam qua từng khung ảnh. Artbook Xuân Hạ Thu Đông gồm 11 bộ ảnh thời trang, thực hiện trong 4 năm, tại 9 tỉnh thành, đi kèm với những câu chuyện cụ thể, nhằm bày tỏ suy tư của tác giả. Mùa thu là Hà Nội, như mùa hè phải là thành phố Hồ Chí Minh năng động, trẻ trung, nhiều năng lượng. Huế là mùa đông, khi tôi chụp bộ ảnh Cố Đô, Huế cũng vào mùa đông. Trời rét mướt và mưa rả rích suốt đêm ngày. Cũng có quá nhiều người lưu giữ hình ảnh hoa phượng mùa hè ở Huế rồi. Còn mùa xuân, tôi chọn miền Tây. Cả hai bộ hình thực hiện ở Trà Vinh và Sa Đéc đều nhằm vào mùa xuân, lúc hoa nở rực rỡ, lúa vụ đông xuân chín vàng. Khí hậu mùa xuân ở miền Nam dễ chịu và đặc biệt là có nắng xiên. Văn hóa là một thứ không thể tách rời với thời trang hay thiên nhiên, đời sống. Màu Việt Nam không chói lóa, không quá rực rỡ, mà êm, trầm. Những màu như nâu sồng, tím Huế, cam đất, xanh rêu. Màu sắc trong văn hóa Khmer tại Việt Nam cũng giảm đi vài tông. Tôi nghĩ do khí hậu, do chất liệu làm nên kiến trúc, vải vóc, trang sức, nội thất, màu da con người nên màu sắc hiền hòa hơn. Người Việt cũng khiêm tốn nên hay dùng màu nhu hơn. 3 năm trước, khi ra mắt Nhị Nguyên, tôi nói về con người và những cảm xúc nội tại. Xuân, hạ, thu, đông là nơi con người ấy hướng ra ngoài nhiều hơn. Tôi chỉ đơn giản hy vọng qua câu chuyện chủ đạo về thời trang, mọi người sẽ cảm thấy yêu hơn thiên nhiên, phong cảnh và văn hóa Việt Nam. Tôi rời khỏi đô thị, tìm về với thiên nhiên để giải phóng tâm trạng bí bách và tù túng. Thiên nhiên không phụ lòng tôi, mở lòng ôm lấy tôi để được sống thật với bản ngã của mình. Tôi vẫn biết cảnh sắc đất nước mình đẹp, nhưng đẹp huy hoàng và bao dung đến vậy thì giờ mới thật rõ. Tôi muốn gửi gắm ý niệm về sự tuần hoàn, từ đất trời tới tâm hồn, rằng vạn sự đều có sinh có diệt và thời gian sẽ luôn trôi chảy. Không có khổ đau hay hạnh phúc nào kéo dài mãi mãi, mỗi khoảnh khắc đều chỉ đến một lần. Làm artbook Xuân Hạ Thu Đông, điều lớn nhất tôi ấp ủ là có thể thông qua câu chuyện chủ đạo về thời trang khơi dậy lòng yêu thích và hiếu kỳ của độc giả với non sông gấm vóc. Trước khi du hành tới bất kỳ thắng cảnh quốc tế nào khác, mong rằng các bạn sẽ dành thời gian và sự ủng hộ cho những địa danh trong nước nhiều hơn.